Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm video, một cái video để mình làm thạch trái cây. Nhưng mà mình đổ khuôn để mình làm bánh thạch trái cây để mình làm trong các cái dịp, ví dụ như là sinh nhật hoặc mình không muốn ăn bánh kem á, thì mình có thể làm cái thạch này để đổi khẩu vị nhé. Ở đây thì mình chuẩn bị, nếu mà các bạn muốn làm cái bánh này thì mình chuẩn bị một cái khuôn để mình làm bánh. Ở đây mình chuẩn bị cái khuôn này là khuôn cái lòng nó khoảng 24 cm á. Trái cây thì các bạn thích loại nào thì mình mua loại đó. Mình chuẩn bị nho này, xoài này, táo, kiwi. Và hôm nay thì mình sẽ đổ cái thạch trái cây vị chanh dây. Còn các bạn có thể đổ vị trái cây, thạch trái cây dừa cũng được nhé. Dưa hấu. Và một gói thạch rau câu. Sữa tươi, đường. Mình chuẩn bị 200g. Bây giờ thì mình bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên thì mình sẽ gọt các cái loại trái cây. Và mình cắt khúc để mình tạo hình thù cho cái món thạch của mình. Đây, mình đã lấy cái phần ruột của cái trái chanh dây ra rồi. Lát nữa thì mình sẽ làm rau câu chanh dây. Và bây giờ thì mình sẽ để cái khuôn vô và mình xếp cái... Sau khi mình xếp xong cái phần trái cây của mình thì bây giờ mình sẽ đi nấu nước rau câu để mình đổ nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần rau câu, cái gói rau câu của mình vào. Gói rau câu này khoảng 10g. Mình cho vào đường, 200g đường. Trộn đều lên nhé. Mình cho vào đây khoảng 1,5 lít đến 1,5 lít nước. Mình thích ăn nó cứng một chút thì mình đổ ít nước hơn. Còn mình muốn mềm thì mình thêm cái lượng nước nhé, tùy vào cái lượng rau câu. Mình hòa thật là đều. Và trong cái thời gian nấu rau câu này thì các bạn nên khuấy không, rau câu của mình nó chưa tan là khi rau câu nó cứng lại là nó bị vón cục và nó bị cháy.
khi cái rau câu của mình sôi được khoảng 7 phút thì mình sẽ cho cái phần chanh dây vào luôn nhé. Nếu mà các bạn không thích ăn hạt sạch chanh dây thì mình có thể mình bỏ cái hạt ra. Còn mình thì mình thích lại thích cái hạt chanh dây nên là mình để cái hạt chanh dây vậy luôn. Rồi, vậy là cái nước rau câu của mình được rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đổ rau câu. Mình đợi cho cái phần rau câu của mình đông lại thì mình sẽ cho cái phần màu sữa tươi này vào sau. Và sau khi cái lớp này nó đông hơn thì mình sẽ cho cái phần sữa này lên trên nhé. À, vậy là mình đã đổ xong rồi, mình để cho nó nguội rồi mình cho vào mát tủ lạnh thôi. Như mình đổ rau câu bình thường thôi. Đây các bạn ơi, đây là cái bánh rau câu mà mình vừa là lấy trong tủ lạnh ra, mình đã bỏ qua cái đĩa như thế này rồi đó. Mình đã vừa hoàn thành xong một cái bánh. Mình xếp nó cũng không được đẹp lắm đâu. Chính là cái quả nho là nó phải lên nổi lên đây lên một chút để nó tạo thành cái hình này. Nhưng mà các bạn cứ xếp theo hình tùy ý nhé. Rất là nhiều loại trái cây, mình ăn cái này thì không có bị ngán mà cũng rất là hấp dẫn. Các bạn có thể làm nhiều loại trái cây đủ màu sắc để mình có thể thưởng thức nhé. Một cái bánh sinh nhật hoặc là vào những cái dịp đặc biệt mình có thể thay cái bánh sinh nhật bằng một cái bánh rau câu như thế này cũng rất là hấp dẫn cả nhà. Video thực hiện cái món làm bánh rau câu trái cây của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì mình mời các bạn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.